á là cưng phải gom lại hết những cái ý mà của gia đình bên Tính á, thì cưng nghĩ cái vật này nó còn hay không, không bây giờ. Dạ đúng bởi rồi. Vì á là bà Năm bả lên tiếng nói chuyện với á, là Hồng Đức, cưng nghĩ cái câu bả lên tiếng bả nói như vậy thì cưng nghĩ cái vật chứng này làm sao mà nó là sự thật được, có đúng Dạ, không? dạ đúng rồi, cũng như là bả chắc ăn trong tay rồi. Đúng rồi, bà còn thắt nữa mà bà kêu lấy lên đi, tôi trông lấy lên đặng là bỏ tù Latin, thì cứ nghĩ 100% là cứ nghĩ cái vật chứng này có phải đâu, không bao giờ phải. Dạ. Đó. Nhưng mà cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cưng phải nên nhớ một điều nữa nè. Bởi vì là anh cảm nghĩ khi vớt cái đó lên rồi á, mà anh nghe được cái thông tin mà có 50 kg thôi, thì anh khẳng định rằng là cái đó là không phải. Không phải là như thế nào, bởi vì cưng nghĩ đi, cái xà lan á là 800 tấn, cưng nghĩ đi mà nó chạy chiến dịch bay lớn đó sao? Dạ đúng Đó. rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh nghe kỹ anh Cường nói là cái chiến dịch có 1 mét à, mà 3 cánh. Trời ơi trời, chiến dịch 1 mét 3 cánh thì đâu có đúng. Dạ. Nó đó, nếu cái xà lan là 800 tấn, anh nói nhẹ nhất gì, nếu cái chiến dịch 1 mét 2 chạy phải 4 cánh. Mà cây lát á, là từ á, là 100 hoặc 102 ly Dạ. hoặc là 110 ly Nó chứ không phải là nhỏ. dạ thì theo em biết nếu ghe xà lan lớn thì một là chạy 90, hai là chạy 120. Chứ Dạ. ai đâu mà bây giờ rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nè, cưng phải nên nhớ gần cách nay 4 tháng trên cái kênh của Hoàng Hoàng Sáu Hoàng TV Sáu. có Dạ. có một cái ông anh nào đó mà gọi lại cái lúc đó đó, là nói là trên cái đường đi ở cabin mé sau của xà lan Tính á là có một cây lát gãy, mà cái đoạn lát nó dài tới 1 mét mấy lận, Dạ một chứ không phải là mấy tấc. dạ một như một mét mét hai hay là mét sáu vậy em cũng quên. Dạ. Bởi vì là cái anh đó ảnh tính mua cái cây đó để về ảnh làm một cái cán neo. Dạ. Thì một cái cán neo cưng nghĩ đây nó phải từ 1 mét mấy mới làm được cái cán neo chứ. Dạ. Dưới có 4 tấc là làm vậy, 4 tấc không có làm được cái gì chứ, chưa được là nửa cây neo nữa. Dạ. Đó. Thì là nói chung là rõ ràng là những gì là anh em mình cái đêm hôm trước là anh em mình coi như là trong cái sự phỏng đoán đó, hầu như là nó vô cái logic hết trơn rồi. Dạ. Có đúng không? Dạ đúng rồi. Thành ra bây giờ anh nói bây giờ chỉ còn là nói chung là mong rằng cái chị Đại hãy lục lại những cái video của dì Mừ, dì Năm và thằng Tấn. Phải không? Dạ. Thứ nhất là cưng phải nên nhớ cái video mà khi chị Hà vừa nổi lên, cưng lưu lại cái video đó cho anh. Dạ. Nó là một cái bằng chứng nói chung quan trọng nhất đó. Anh hỏi cưng nè, trong khi đó là chị Hà và thằng Tấn ở dưới xà lan thôi, thì tại sao mà khi mà chị Hà vừa nổi lên thì ông Mười ổng mới điện cho thằng Tấn là con Hà nó nổi lên rồi là nổi ngay chỗ chìm, thì cưng nghĩ tại sao mà ông Mười lại biết ngay cái chỗ chìm mà trong khi đó là không có mặt ông Mười ở dưới xà lan? Dạ thì chứng tỏ là ổng biết cái. Thì cưng nghĩ đi, rồi cưng bây giờ 96 triệu dân của mình nghe một cái câu nói như thế đó thì cưng nghĩ cưng đoán được là như thế nào chưa? Dạ. Đó, mình đây là mình có quyền nghi ngờ chứ. Dạ, đúng không? Dạ, đúng. Trong khi đó chỉ có 2 người giống như anh với cưng thôi, thì tại sao mà một người thứ ba biết? Dạ. Nếu mà trong lúc đó ví dụ là giữa anh và cưng đứng dưới xà lan đó thôi, có đúng không? Dạ. Thì anh phóng xuống, anh coi như là anh là một người tự sát đi, anh phóng xuống sông đó, vậy thì chỉ có cưng và anh, hoặc là cưng phải biết cái chỗ mà anh phóng xuống. Dạ. Và cái chỗ đó là cái chỗ anh chìm xuống. Dạ. Vậy thì ông Mười ở đâu mà không biết? Dạ. Đó là một cái dấu hỏi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao thằng Tính nó nói á, khi nó thấy vợ nó là bơi á là còn ngoái lại cười, mà cưng nghĩ đi, ngoái lại cười gì, nó giấu đầu mà nó lòi đuôi, trong khi đó nó nói là vợ chồng nó cự lộn á, nó quê quá nó mới là chạy cái xà lan ra ngay cái phao đó, nó coi như là nó chửi lộn ở trong này là nguyên cái đoàn xà lan nó quê quá nó mới chạy ra ngoài đó nó neo, để chi, giữa có 2 người cự lộn thôi. Vậy thì tại sao đang cự lộn mà nó nói vợ nó phóng xong, buồn quá phóng xong mà còn quay lại để cười với nó? Cưng nghĩ cái đó là một cái vô lý không?
Dạ. Rồi rồi á, là bây giờ ông Mười ở đâu mà bây giờ thằng Tính nó chặt cái xuồng để đi rước, đi 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 vớt vợ nó, thì lại ông Mười là một người cuột cái dây xuồng lên. Neo coi như là máng cái xuồng lên là ổng là người cục dây. À, À. à thì cứ thấy là nói chung là mình bây giờ nói chung những cái vật chứng đó đó thì không còn á, thì cũng nói chung là cái đó nó cũng là đáng tiếc, nhưng không sao. Nhưng mà anh mong rằng cái chị quyền lực đó đó, cái chị Dạ. mà nói chung á Chị bí là ẩn. à, chị bí ẩn đó đó, Dạ. thì á, anh mong rằng có những cái video mà từ cái ban đầu, cái buổi ban đầu đó, để chị xem lại hết những cái video đó là bảo đảm với cưng. Tại vì sao? Tại vì người ta có cái trí thức, có cái kiến thức, người ta xem được cái đó thì người ta khẳng định rằng á là phải đi đi tới mục đích thôi. Dạ. Nó còn có nhiều khi cái chị này á là ở đâu nước ngoài á, là chị có nói một câu á, là tới 2 tháng chị mới về nước, thì có nhiều khi những cái video trước kia á là chị chưa có được xem qua, Dạ. con hiểu không? Dạ. Đó, anh mong rằng á là những cái video mà đăng lên khi mà mới vớt chị Hà này kia kia nọ các thứ á, Dạ. là anh em nào tác nghiệp á, gần cái gia đình của bên chị Hà, thì mong rằng á là gửi những cái đoạn đó cho cái anh của chị Hà hết, để Dạ. chi, để cho chị đó xem lại. Dạ. Bây giờ coi như là cái vật chứng này á, là anh nghĩ á, bởi vì vì sao anh hỏi cần một cái đó là cái người đó như anh Cường á là vớt lên, vớt cái vật chứng đây đem lên rồi xem cân thì ảnh nói là 50 kg, cái thứ nhất. Cái thứ hai anh có hỏi cưng một câu là có cọng dây hả, cái gì dính vào cái đó hay không, là nếu mà nói không thì cái đó không, khẳng định 100% là Dạ. không bao giờ phải. Cưng phải nên Dạ. nhớ điều đó. Còn Dạ. anh nói á, nếu mà cái cây lót gãy mà dài 1 mét mấy đó, mà theo mà cái anh mà đó nói đó, là cái sức nặng nó còn nặng hơn cái chứng dịch hiện giờ với Dạ. cái khúc lát đó. Dạ. Trời ơi, nó ít nhiều gì, nếu mà 1 mét mấy đó anh nói bèo gì cũng 100 ngoài ký, cái đó là Dạ. cái giá chót. Dạ đúng Ừ, rồi, tại vì nó là sắt, nó không phải là sắt, nó là thép nên là nó nặng lắm. ừ Dạ. nặng lắm. Anh nói á, là anh từng á, là nói mà làm con chứng dịch đồ á, là nói chung ở dưới ghe nó đem lên là cỡ 4-5 thằng á, là nó phiên 1 cây lát á, chứ Dạ. đâu phải là nguyên cây lát á, là cây lát nó dài phải 2 mét mấy thì 4-5 thằng kia. Thì cứ Dạ. nghĩ đi, bây giờ anh cho là 2 mét, 2 mét thì 5 tấc á, là nó bèo bèo á, mỗi 1 tấc nó cả chục kilô á, Dạ chứ đúng không chính ít xác. đâu. Dạ. Ừ, thì bởi vậy cưng nghĩ đi, mà tại sao mà bởi vì bữa đó cưng anh nghe cái cưng anh Cường nói đó Dạ. là cây cây lát lú ra là 4 tấc rồi thêm Dạ. cái chứng dịch nữa mà cân có 50 ký, anh nói với cưng bữa đó rõ ràng không? Dạ Anh đúng nói rồi. là không bao giờ đúng Vậy cái thì đó, là ừ. chính bản Rồi cái thân thứ hai, còn còn thắc mắc đây mà, tại vì anh Cường ừ, anh nói là nó là cái ống cây lát là nó một tấc hai mà 4 tấc, mà tại sao có 50 ký, em chính bản thân em còn thắc mắc nữa. đúng rồi, Dạ. không bao giờ đúng Dạ. đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có những cái bình luận trong những cái kênh mà khi anh Cường á bây giờ là ảnh nói những cái chuyện mà ghe chìm đồ của ảnh á, thì anh có coi những cái bình luận trong những cái đoạn clip đó đó, thì Dạ. có những người dân hiện giờ đang nghi anh Cường này có thật hay không nữa nè Dạ. đó. Bởi vì á là nói chung cái nghi người ta vẫn nghi nghe cưng, không có cấm cản người ta được nha. Bởi Dạ. vì sao? Bởi vì trong cái đêm đó là anh Cường không có ở dưới đó, anh Cường về nhà thì cái ghe mới bị chìm, và cái Dạ. người mà ghim cái vật đó lên rồi cũng á là anh Cường. Rồi cái Dạ. thứ nhất, cái thứ hai nữa, khi mà ngồi mà khi mà anh A Xin á ảnh hỏi quay trực tiếp anh Cường, thì anh Cường có trả lời như thế này. Nói chung là anh Cường nói như thế này: cây lát và chứng dịch đó thì nói chung á là cũng không khẳng định là như thế nào, nhưng mà có nhiều khi là người ta gớt hoặc là gì đó, thì cái Dạ. này mình nói chung á là mình không khẳng Dạ định. đúng rồi. À, nhưng mình á là một người, mình đi cho nó đúng đúng tìm cho nó đúng nơi đúng chỗ chốn, chứ không phải là nói bằng băng quơ đó. Dạ, thì Nhưng cũng mà người ta
người ta dựa vào những cái lời nói cưng á, cưng xem lại những cái clip đó và cưng xem tới xem lui đi, thì cưng có một cái hoài nghi đối với anh Cường. Dạ. Yeah. Yeah. Thành ra có ở trên mạng hiện giờ là như anh á, cái lúc ban đầu á, khi mà ảnh lên ảnh đỉnh chính lại cái kinh cái kênh ở bên á, là Lợi Nguyễn á, thì anh thấy anh Cường á là không được, là không được. Tại sao? Tại vì cái bữa đó là anh nghe cái clip của là bên cái gì Mai Mai đưa tin, Mai đưa tin. Yeah. À thì á, là anh Cường, chính anh Cường đã điện cho em Mai đó. Và yeah. em Mai đó là hỏi anh Cường trong quá trình ghe cọ như thế nào và chìm như thế nào. Và anh Cường đã nói hết sự là ghe chìm rồi mấy bữa nay là bên kia cũng không có cho ảnh tiền này kia kia nọ. Thì chính miệng ảnh nói. Nhưng mà khi ảnh lên trên cái kênh là Lợi Nguyễn thì ảnh nói đó là con Mai nó đưa tin lên vậy là không đúng. Đó là anh thấy nội mà chính anh nghe ảnh nói mà. Yeah. Thì anh thấy là anh Cường như vậy là chưa đúng. Yeah. Đó, thành ra mọi người bây giờ là đang nghi ngờ anh Cường này là sao nữa nè. Dạ. Yeah. Bởi vì á, anh nói á, trên cái thương trường á, là nó là chiến trường. Mà có nhiều khi địch bên ta mà ta chưa biết. Dạ, yeah, thì em cũng hiểu chứ ý không phải anh là nói. Chuyện đơn giản đâu. Yeah. À, bởi vậy anh nói với cưng á, là nó dám mua hết tất cả như thế nào. Cái câu chuyện này tới ngày hôm nay nó mới chưa ra sáng tỏ. Yeah. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cưng phải nên nhớ một điều như thế này nữa nè. Yeah. Cái thằng sau lưng á, mà quân sư của ông Tuấn này á, là cái thằng này nó không phải là đơn giản. Yeah. Cưng phải hiểu, nếu một người khác á, là cái vật chứng đó nó không còn là thôi, chứ không bao giờ là có lại một cái vật khác tại đó. Yeah. Cưng phải nên nhẹ hiểu điều đó. Tại sao nó phải làm có một cái dấu vết lại như thế đó? Tại vì sao? Tại vì khi đó là cào móc ngay chỗ đó thì bắt buộc nó kiếm một cái vật khác bỏ ngay chỗ đó để chi? Đó là một cái là đánh trái khái niệm và lạc hướng đi cái cơ quan điều tra của người ta. Yeah. Giống như là nó cho bên đây là một người là coi như là du khống, không có thật. Yeah. À, cưng hiểu không? Yeah. Tất nhiên là cưng móc cái đó là cưng móc bữa đó, không phải là móc cái xác của chị Hà, mà móc đó là móc vô cái này nè. Hiểu không? Yeah, yeah. Nếu mà bữa nay mà cưng cào không có cái này, vậy thì là cơ quan nhà nước người ta sẽ biết cưng là phi sang vật chứng. Thành yeah. ra phải bỏ lại một cái. Yeah. Đó, nó nói chung á, anh á, thì nói về cái luật rồi này kia cái nọ đó thì anh cũng không hiểu được nhiều. Nhưng yeah. mà tại vì á, là anh am hiểu là am hiểu về á, là tất cả dòng họ của anh là có, nói chung là về luật pháp á, yeah. thì anh nhờ những á, là dòng họ của anh em của anh, rồi từ đời cha, đời chú rồi, thì yeah. làm toàn bộ á, là cơ quan nhà nước. Yeah. Thì những gì á, là cơ quan nhà nước á, nói chuyện với nhau như bạn bè của cha là nhà nói, thì anh đây là một người á, là giống như học hỏi mà thôi. Đó. Yeah. Thì cũng như... Còn á, cũng như là em cũng có nói một gần đây em cũng có nói một cái video là tại sao bà Năm xuất hiện trong cái lúc mà đang chuẩn bị vớt cái vật đó lên đó là mà em ấy, cái thời trước đó không xuất hiện mà sau đó không xuất hiện mà xuất hiện ngay cái lúc đó mà để gọi điện cho Hồng Đức đó, đó thì em cũng đặt đó, câu hỏi vô đó. Cái đêm đó anh với cưng có là khơi ra cái vụ đó và anh đó. Có hỏi cưng lý do tại sao mà bả lại lên tiếng nói một câu bả cũng mong đi rớt nhanh lên đi để cho thằng A Xin ở tù. Dạ. Thì khẳng định rằng cưng là 100% bả biết cái vật ở dưới là cái gì. Dạ đúng rồi. Cưng có hiểu không? Dạ. Đó thành ra là anh nói với cưng đó là một cái chị Hà bả xui khiến như vậy đó để dạ. cho là nói ra hết để dạ. cho cộng đồng sẽ nhìn thấy cái bề trái của họ. Dạ. Nhưng mà nói cái vụ án này nếu thật sự cái người bí ẩn mà đi cho tới nơi tới cũng không bao giờ chìm. Yeah. Dù nó che cỡ nào đi, anh nói á, bây giờ nó che cỡ nào đi. Nhưng mà là anh vẫn là khen nha. Khen là khen cái tội phạm này là công nhận nó là công nghệ luôn á. Yeah. Tội phạm này nó dạng, công nghệ đó chứ không phải chơi nha cưng. Yeah. Nó chứ cái dạng mà anh nói cưng cái đầu của thằng Tính với bà Năm rồi đó nha. Công an nó còng lâu rồi.
Dạ. Trời ơi trời, dòng ngu chết mẹ luôn, dòng ăn nói chuyện còn không ra gì nữa, cưng có hiểu không? Dạ. Còn đây á, là một cái thế lực ngầm Dạ. đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Dạ. Thành ra là cơ quan nhà nước người ta là vẫn đợi đợi để làm chi, đầy đủ chứng cứ là coi như là mày phải tâm phục khẩu phục. Dạ. Còn chứ mà nói, anh nói từ lâu rồi, anh nói mà cái dạng thằng Tuấn và bà Năm đó ha, cơ quan nhà nước á bắt từ lâu rồi, Dạ. nhưng mà anh nói là đây là một cái thế lực nó quá trời tinh vi. Nói chung Dạ. là phải nói là một cái mà chi ly nó tính đó, là công nhận đó, là phải nói là giỏi chứ không phải là không giỏi đâu Dạ, cũng như là đó. nó hiểu được cái bên mình là đường đi nước bước của mình Đúng cao rồi luôn á. đúng rồi, nhưng mà cưng có nghĩ là địch bên ta là như thế nào chưa? Dạ dạ con hiểu Ủa? rồi. Bởi vậy á, anh nói với cưng á, cưng gửi lời với A Xin rằng đời này có nhiều khi á, cái người mà bên mình mà mình đang giúp họ, họ vẫn á, quay giáo lại đâm mình. Dạ. Tại vì sao? Tại vì đó là một cái lợi nhuận của người ta chứ không phải tâm người ta như mình. Ví Dạ. dụ tâm người ta có mà cái lòng từ bi như mình á, thì người ta biết cái đường là ví dụ cái đường nào chính, đường nào tà, rồi á người ta đi theo cái đường thiện hay đường ác, người ta sẽ phân vân cái đó, người ta đi theo cái nào là đúng cái nào đấy. Còn Dạ. cái này cái dạng á, người ta không phải là như vậy, người ta không phải cái tâm như mình, người Dạ. ta là cái tâm á, là tâm ma, thành ra người ta là giống như lấy lòng mình tất cả nhưng mà trước mặt thôi. Dạ. Thì đó Bởi vậy những là cái câu chuyện bởi em thì em có đang có một cái khúc mắc ở giữa cái tiền lúc mà bà Năm gọi điện với mà tiền cái đó em có khúc mắc, hôm nay là cả 3 ngày nay mà em chưa tháo được cái khúc mắc này. Nói chung em cũng tức đó dữ lắm. thì Bởi bởi vậy vì anh á nói tụi bây giờ nó không có gì là cưng 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 ấy, à. cưng gom lại những cái, cưng gom lại những cái mà những chuyện bả nói và Dạ. những chuyện thằng Tuấn nói và những chuyện, nói chung là những cái bây giờ anh nói cho cưng nghe một một cái nữa nè. Cưng nhớ khi mà nó được cái tờ thông báo thôi Dạ. là bà Mười và thằng Tuấn á, lên video liền, cưng thấy trước 2 ngày không, Dạ, 3 ngày, 3 ngày. 3 ngày, 3 ngày Dạ. sau chứ Dạ. đó. Thì cưng nghĩ gì đi, thì đó đây là một cái, anh nói thật ra mà nói đây là một cái tinh vi chứ không phải đơn giản Dạ. đó. Nhưng mà anh nói không phải là cái chỗ mà cái anh mà mặc áo xanh xanh mà bước từ cái bo bo mà qua cái bữa mà giấc chị Hà, không phải là cái anh đó không đâu, trên cái anh đó nhiều, Còn còn nữa, cưng dạ còn nữa. có hiểu không? Bởi vì á, là cái anh đó là nó là một cái là nhỏ thôi, Dạ. thành ra người 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 ta là không 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 có phải là ngắm ngay anh đó, nhưng mà người ta tìm ra cái gốc Dạ. đó. Nhưng mà nói cưng á, cái vụ này á, nếu cái chị này mà đã là quyết định đi cho tới cùng thì bảo đảm với cưng 100% là không không bao giờ nó thoát. Dạ Nhưng mà anh nghĩ á, có nhiều khi sợ gia đình, mà khi mà tới mà cái giai đoạn mà anh nói á, thì lúc đó sợ gia đình người ta sợ đau lòng đi, mà lại á, là nếu mà như vậy á, anh nghĩ như vậy đó, thì đó là một cái mà chị Dạ Hà thôi. sẽ đau lòng lắm á. Dạ. Bởi vì cưng nghĩ đi, bây giờ là bả là quá trời oan ức rồi Dạ. phải không, mà bả sống một cách sống đó, là một người chồng mà nó không ra gì, mà bả là bao nhiêu năm bả chịu đựng, mà một người đàn bà mà nắm một cái xà lan làm nên sự nghiệp gì đó, tiền tài của cải như vậy đó, bây giờ là hai bàn tay trắng mà đi ra coi như con cái còn lo không được, không không được cho con cái bả, thì Dạ. vậy đó, thì cưng nghĩ là sao, bả có đành lòng mà ra đi không? Không bao Dạ, giờ đúng rồi. đó. Tại Thành ra vì là anh nói anh cũng mong rằng cái chị đó, đó mà gom lại những cái video tất cả hết từ đầu tới giờ đó. dạ, thì nói chung là những video đó là trên các kênh của anh em ở đây thì hiện tại thì giờ là nói chung là có cũng đầy đủ khoảng chừng nó 90%. Nó yêu cầu là Ừ. chỉ lên một tiếng cái nữa, lên tiếng thôi là tất cả anh em đều gom lại cho chị hết. Nhưng mà cưng á, là có nhiều khi á, mình cũng không có là nói chung là muốn nói chuyện với chị hoặc là điện thoại cho chị không phải là đơn giản, nhưng bây Dạ. giờ chỉ còn cách á, là cái chỗ A Xin, thì anh A Xin một người coi như cũng là một thành viên trong nhà đó Dạ. à, anh em mình á, là muốn
à, gửi cái lời này tới anh Asin là coi như mình đóng góp là cho Asin phải hiểu. Có nhiều khi Asin không phải là không hiểu, nhưng mà có cái công việc nhiều quá, công việc của Asin rất là nhiều, rồi có nhiều khi là nói chung là giống như mình thấy cái chuyện đó nhỏ đó mình bỏ qua, nhưng mà không phải đâu. Yeah. Từ cái nhỏ, cái ly, cái tí đó đó, mình môi nó mới ra cái câu chuyện lớn. Dạ. Hả? Chứ không phải là thành ra là khi cưng ở cạnh anh Asin đó thì nói có những người khán giả cũng đóng góp với anh như vậy. Và yeah. những người trên mạng hiện nay á, là có nhiều khi người ta nói á, là bên cạnh anh á, hoặc là những người YouTube tác nghiệp á, mà về chính nghĩa hiện nay đó là có tình báo hay không nữa. Dạ, dạ. phải như thế đó nữa. Dạ. Ừ. Còn cái thứ hai nữa, anh nói cưng có nghe mà cái từ cái ngày mà cháu Linh lên cái video mà nói về Phạm Nam với nông dân, rồi hai anh đó bây giờ là hai ảnh lên phản biện lại chưa? Dạ có rồi, có coi cưng. Dạ. Bây giờ nói cưng nghe cách đơn giản nè, bây giờ cưng là một người dân, có đúng dạ, không? Dạ. Thì cưng nói chuyện với cơ quan nhà nước hoặc là những cái cán bộ đó cưng kêu đồng chí được không? Dạ không, cái vậy đó là mình phải là, nói chung là cán mình phải kêu xưng hô là như anh hay hoặc cán bộ hoặc là anh. Dạ. Đó, ừ, anh hoặc là ừ, anh cán bộ này hoặc là anh cán bộ kia. Dạ, hoặc đúng. Không bao giờ dùng cái từ đồng chí được. Đồng chí hay từ đồng chí chỉ là dùng cho đồng nghiệp của mình thôi. Đúng. Dạ. Trong cơ quan mình có quyền ừ, đồng chí này, đồng chí A, đồng chí B. Dạ, ha. Rồi dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa anh nói tôi nghe. Bởi vì anh là hiện nay giống như mà bởi vì anh cũng không có muốn mà nói về hai cái kênh này nữa. Bởi dạ. vì giống như anh nói ra thì là anh là một người nhỏ mọn như nó. Dạ. Phải không? Dạ. Nhưng mà nói chung để anh em mình sẵn rồi trao đổi luôn á, và để cho cưng hiểu như thế này. Tất nhiên Phạm Nam hồi trưa nó có nói á, là thằng nông dân á, nó nói về cái chị bí ẩn này á, là chị bí ẩn này khi lên clip á, là trả lời lại á, là có cái nó nghe được mà có cái nó không đồng quan điểm với cái chị này. Ủa bây giờ á, anh hỏi cưng một cái nè, giữa cái chị này và nó có bà con dòng họ gì không? Dạ. Yeah. Và nó là một người khán giả thôi, thì nó thích á, thì nó vô nó nghe, còn không thích á, thì nó cắt máy. Có đúng không? Dạ. Yeah. Còn đồng quan điểm hay không đó là cái đó là cái ý thức của mọi người. Còn anh không có quyền anh phê phán người ta, anh chia coi như là chỉ chọc người ta. Dạ. Còn cái này á, nó còn lên nó phê phán người ta không đồng quan điểm từ chỗ này, từ chỗ kia, từ chỗ nọ. Ủa, nó nói như thế này, nó nói là cũng như cái cô bí ẩn á, là nói là trong tay của cô á, là có là khoảng 500 công nhân, một ngày á, là thu 1-2 tỷ. Dạ. Thì người ta nói nó nghe được thì nó nghe không được cũng không sao. Dạ, thì mình đúng là khán giả mà. Dạ đúng rồi, nếu mà chị ấy nói vậy cũng đúng. Thì chị ấy là đúng. Một chủ một doanh nghiệp hay là chỉ một đúng. Một nào đó thì trong tay chỉ là nói chung là hàng ngàn công nhân, là một ngày là thu nhập là 10 mấy tỷ là chuyện bình thường. À, đúng. Dạ. Vậy thì ý anh nói tôi nghe như thế này, ví dụ á, người ta nói mình nghe được thì mình nghe không được thì thôi. Dạ. Đâu có liên quan gì đến mình, phải chi người đó là dòng họ của mình hoặc anh em của mình hoặc là nói xấu mình thì mình hãy phản biện. Dạ. Còn cái này giữa mình và người đó không có liên quan. Dạ. Thì tại sao mình lên mình phản biện? Đó là một cái một thằng á, là tiểu nhân. Dạ. Nói thẳng ra là vậy. Dạ. Đó, hồi trưa lên nó phản biện nói ủa cô á, là nói như vậy á, thì cô phải chứng minh cho cộng đồng người ta thấy. Ủa ta đâu cần phải làm điều đó. Cái gì mà phải chứng minh? Tôi dạ. nói anh nghe được nghe không được thì quyền của anh. Dạ. Còn tôi không cần chứng minh, nhưng dạ. mà cái mà tôi làm đây là tôi làm để cho người dân thấy tôi làm có đúng hay là sai thôi. Dạ. Đó. Còn ví dụ việc mà tôi nói thì ừ anh thích nghe không nghe thì thôi. Dạ. Anh là một người cộng đồng mạng, anh không có quyền. Dạ. Đó. Cưng thấy nó lên nó phê phán vậy, rồi nó nói nào là nó nghèo lắm. À, muốn lên một cái YouTube á,
ngồi mà đăng lên á, thì phải á, là cũng mua vài lạng trà, nhưng mà nó còn phải suy nghĩ. Ủa bữa hổm nó nói trên mạng á, nó nói hay lắm mà, kênh của nó giờ là bán mấy tỷ nó chưa bán mà, kênh của nó lớn lắm, tiền dữ lắm mà. Mà một thằng ăn nói chuyện mà anh nghĩ cái thằng này bây giờ nó ngáo quyền lực hay gì rồi, anh nói thiệt á. Giống như mà ngày xưa nó tác nghiệp cho ví dụ hồi trước á, là nó có trong cơ quan nhà nước đi, rồi biết kệ, giờ nó bệnh nghề nghiệp á cưng. Dạng như mang cái bệnh nghề nghiệp. Cái dạng mà bệnh bệnh nghề nghiệp luôn rồi, cái thằng Phạm Nam này nè. Còn còn mà cái dạng á, anh nói á, cái thằng nông dân nó có trả phản biện lại cho con bé Linh á, là nó nói bây giờ nó đang chờ, muốn là như thế nào đó thì làm nhanh lên đi. Đây nè, nói cho nó biết như thế này nè cưng. Thứ nhất, lấy hình ảnh một người khác mà chưa thông qua đó là điều 331 nó dính rồi đó nha. Thứ hai là thông tin gia đình cá nhân của người ta mà nó đưa lên trên mạng vậy là nó không đường nào chạy khỏi đâu, nó khỏi thách. Mà anh cũng mong rằng á, là cái cô này á, nghe như vậy rồi cũng làm cho nó là được tội nguyện đi. Nó với thằng Phạm Nam làm cho nó tội nguyện, chắc chắn 100% là nó phải dính vô điều 331 rồi đó. Vì đâu đâu có khi nào mà gia đình của người ta, anh trước khi anh đăng một cái video nào đó mà nếu mà dính dáng cái là cá nhân của người ta phải đồng ý. Còn anh chưa đồng ý mà anh không có là nói sự thật, mà anh nói toàn là nói dốc nói láo là anh chết với người ta rồi đó, chứ không phải nói chuyện đơn giản đâu đó. Bởi vì anh nói là hai này làm như là nó ngáo ngáo quyền lực đó thôi Tại vì nó. còn em nói anh nói với hai người này thì em ở đây là em nói luôn trong cái này luôn. Riêng nông dân, riêng Phạm Nam thì em không nói, tại vì Phạm Nam thì nó ngáo quyền lực rồi. Còn riêng riêng nông dân á, thì nói chung là nó là nông dân là ổng bên ông Tuấn á, thì mình nói vậy á thì ổng mình yêu cầu vậy đó thì ổng làm thì ổng làm, thì nói chung là có xóa hay là có gỡ hình ảnh gì đó thì nói chuyện của gỡ là không là chuyện của ổng đó, tại vì ổng bên Tuấn Đúng mà rồi. ổng bên Tuấn ổng có quyền. Còn bên đây mình có kiện hay không đó, là cũng quyền của mình bên đây, thì người ta cũng cho ổng là thời gian 3 ngày rồi, nếu mà qua Đúng ba rồi. ngày thì ổng không gỡ thì buộc bên đây người ta phải làm thôi. Đúng rồi, nhưng mà anh nói tới làm ra rồi á thì nó khỏi thách nha. Nhưng mà nếu mà làm cho tới luôn á, không phải là nó phạt 7 triệu rưỡi không đâu, mà coi chừng á là tù 3 tháng đến mà 7 năm nữa. Nếu nhẹ nhất á thì 2 năm đến 5 năm, mà nếu mà 2 tháng đến 5 năm, mà nếu mà nặng nhất á là 3 tháng 7 năm đó. Thì nó muốn cái nào? Chứ không phải mà nói chuyện đơn giản đâu. Bây giờ anh hỏi cưng nè, hai cái kênh này nó có cái liên quan gì tới mà gia đình của chị Hà, gia đình của ông Tuấn không? Đó, không có liên quan một bất cứ một cái gì. Thì á, giống như bây giờ anh nói cưng á, là nó là cái dạng cũng như á, là bây giờ một cái vị khán giả, thì anh là một cái vị khán giả, hoặc còn vị YouTube đi, ví dụ là một vị YouTube như cưng đi, có đúng không? Thì cưng phải đưa một cái thông tin nó sự thật đúng như vậy, chứ không có mà bẻ xong rồi bút giống như mà những cái tờ báo mà nói viết sai được, có đúng không? Bây giờ nói là nói sự thật, bây giờ ví dụ nó nghe anh Tính nói gì thì nó đăng lên như vậy nha. Nhưng mà anh nói sao lúc này á, là mấy thằng mà kia sao nó chết đâu hết rồi, cho nó mấy thằng mà nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi, sao giờ chỉ còn có Còn mình nông dân anh à? thấy nông dân với thằng Phạm Nam với thằng ủa bữa hổm thằng gì nông dân đi tìm gì đó, săn tìm gì đó, săn tin gì Thăng đó. tin Bữa hổm tới giờ anh thấy nó cũng chết đâu luôn rồi, sao nó không lên tiếng nữa không biết. Mẹ dòng những thằng đó nói thiệt, chứ anh nói thiệt cái anh không làm YouTube, nhưng mà YouTube á là mình phải đi á là bằng cái lương tâm con người mình mới tồn tại, chứ không phải là mình á là bằng cái môi mép của mình mà mình tồn tại đâu. Anh nói vậy á là tôi sẽ hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì á là bao nhiêu người, ví dụ á, người ta ở nước ngoài có bao giờ người ta biết được cái chuyện chị Hà không? Dạ đúng Đâu bao rồi. giờ biết. Thì á là mình lấy những cái sự thật mình đưa lên như vậy là để chi? Để cho cộng đồng nước ngoài người ta nhìn vào ở nước Việt Nam mình có những cái là coi như là tội ác như vậy đó. Dạ. Đó, những cái thằng mà tội đồ như vậy đó. Đó, mình đưa cho người ta là nhìn.
để người ta là nói là cái thằng đó nó tàn ác như thế nào người ta trông ngóng từng ngày từng giờ. Con mẹ nó ra chuyện thật thì nó bóp méo sự thật, nói chuyện như là ta đây là quyền lực, đồng chí này đồng chí kia. Trời ơi trời, ông cố nội nó làm như nó là làm việc là trong nhà nước vậy, kêu đồng chí này đồng chí kia, cỡ dạng nó mà gặp cái dạng mà công an điều tra mời nó không chừng nó té đái quần ở nó bày đặt đồng chí. Bởi vì anh nói mấy này cho một lần này cho sẵn rồi là cái chị này nếu có nghe đó để cho sẵn đợt này cho nó đi luôn, đi chung với thằng Tuấn luôn cho nó biết.